ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាបន្តពី CSS block model ហើយម្សិលមិញយើងបានជជែកគ្នាខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងនៅសល់3ចំណុចដែលយើងអត់បានជជែកគ្នាដូចជា positioning ហើយនឹងស្អីគេខ្លះដូចជា positioning ដូចជា flow เนาะ floating ហើយនឹង index ពីមួយក៏ layer អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងនាំគ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយ ແລະខ្ញុំមិនពេលចាប់ដើមកុំភ្លេចចុចឡាយចុចស៊ែរដោយរដងអញ្ចឹងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់យើងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងដែលចង់រៀន CSS ជាពិសេសក៏អត់តាមបានឃើញវីដេអូស៊េរីរបស់យើងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុចឡាយចុចស៊ែរដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលយើងធ្វើនេះទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងអូខេតោះអញ្ចឹងទៅមើលលើ screen អ្នកនរអគ្នាមើលដូចរដងអញ្ចឹងយើងមាន folder project របស់យើងខ្ញុំ open វា ជាមួយ VS Code โอเคงั้นเลื่อนละอ๋อเนาะมันเลื่อนนี่โอเคเลื่อนเลื่อนนี่รอไงโอเคโยมนี่นะแล้วยังมือปีมาซ้อมมันติยังมีการยังปั้นนะสำหรับบัตรสัญญาณเห็นตัวมือวิดีโอนี้อาจจะมือวิดีโอมาซ้อมมันในเพลย์ ลิสต์นะจดเลือกเพลย์ลิสต์วิดีโออาจจะต้องการสตาร์มเนาะในบางคณะจดเลือกเพลย์ลิสต์นะวิดีโอเพลย์ลิสต์ลิสต์ในขนมนี่ซึ่งมาซ้อมมันยังจะเจคเนียปีคอนโทรลวิดบอก bọc mà dưỡng inline block hay dưỡng chỉ chế khnia pp spacing đôi chia margin padding hay nàng border box size hay cái dưỡng vậy pp switch cái switch pp block đôi chia inline nàng inline block nhá hay nè cái này gọi ai vậy này sẵn nhom này nhá dưỡng thử inline block lấy dưỡng mà chỉ chế khnia pp positioning hay nàng float float này dưỡng float content dưỡng nhá ao việc float the train the stamp này dưỡng ao việc float này ao việc float này float the train the stamp hai năng dưỡng vậy p p c s s box layer chương cầm ao khát bé dưỡng chập đam ngọt này nhá ngọt này nhóm snap này show từ hàng train nhá hay chương dưỡng miễn này mở thành stamp interact bên tay tớ của dưỡng ô của nhóm đã được hiện nhóm đầu hàng này đó ok lâu dưỡng mà mời này nặng hơn em cái positioning ha positioning mà lâu nhom và cái dùng thôi to thì CSS một cái ao mà so mình tới thời nhẹ tặng off này nhom cloak explorer nhé nặng hơn em tên này nhé nặng thế dùng tên nào positioning control display display dùng rồi hỏi này positioning nặng hơn ông này nhom miền điều element được có tao ấy điều element được có bọc nhé điều bọc anh chẳng nói coi dùng vậy bọc thì bọc và đàn anh dùng hai element dân miền trong nắng miền chào điều pì nhé miền ở miền cái miền chào điều mỗi nhóm id với tàu chỉ fake năng mỗi tiết id với tàu chỉ absolute thì tiết dân thua cả cho mỗi việc nhé alo nhóm màu css chân nhóm background này nhé làm bài học như này nếu mà sửa dân vậy bị background color nào background nó border nào marine ground nhé hay chân dân nó không marine nó dân chỉ chơi cái pì color tiền á ok alo nhóm điều nhé hay nhóm select cái okay, nhóm select pra id selector hay nhóm set background color tới chia po ấy mùi tới đâm bay xuống mơ nó dương mình po ấy khác không này po này nó select gray ok chẳng dương miền background color muốn ní lại position background color dương miền hải hay nhóm pra char selector nó rồi combine selector này nè đối với chế kia thì môn chẳng nhầm pra chế nhầm select cái nhầm select child element đa nơi không nâng ná nơi không element đầm id ní ná chẳng dừng anh ít điều nó chẳng nhầm select ok select direct child bỏ vía đa element điếu đa chứ direct child bỏ ní rồi nó dây chẳng xe ok nhầm set with nhầm set 2 bỏ vía nè đầm bài dừng xua mờ ná set 2 hơi set hai bảo viết từ chia cái từ chia mà rồi mà sáng mồm cho ok chẳng nhận hình mơ element và dưỡng ring flow thông tích nha nhận hình là dưỡng mơ select mùi tiết đàn nhận hình là ở toàn bàn khơi nha ở lại nhầm pra select từ đá nha nhầm pra nhắn hai nhầm pra direct char select đá phần tay nhầm pra cái nhầm pra pseudo class selector hay dùng ai pra cái first nhé chân nhận ông nghe mời nhầm select first child lực môn dân trong trẻ trẻ khi nên mà xa bần tay về nhầy nhạy pê
Okay, ở đây nhóm set background color từ chỉ yellow nó nè đó, còn gì đó, nhóm save. Nhưng hôm nay mà first chart nó không nên nhóm main chart P nè. Okay, nhóm nó không nên là mình lơ nè. Nó không nên cái nó không nên điều element bỏ dưới là mình position này dùng main chart P nè, nhóm select điều. Chứ nhóm select dụ tập first chart mình này để select này. Hơi dùng cái ai reverse cái dùng ai river bỏ dùng đã đồ chi anh ấy dùng select first chart bỏ miền first chart bắt miền lại hai này chẳng nhóm select kết nã nhóm select new element đã chi direct chart hơi bắt đầu mà tiếp nhóm select last chart đó ok ao anh ấy dùng prime chẳng nhá hơi nhóm change background color bia đầu chi cái đầu chi bộ ấy xem tới diamond man bộ này nó ok hay chẳng năng thêm mới để xa tại cái container thằng thắng về flow over cái over container parent container nè chẳng như set margin parent container thì tới đâm bậy nè thêm mới khởi nè chẳng như set margin từ chỉ chật pram em chật pram em về đập vào mũi chạy một tỷ nè ào chẳng thằng top này hết nè thằng này nó để xa tại vì admin space chẳng bớt sân chỉ dùng set padding vì mà chín thằng top vì anh hiểu vì chỉnh thì là mình hiện set padding với nhau này, đó, hiện set size, đó, ok, nhắm sao, ao, à, nhắm sao cọc lại mà này đã, chứ nhắm set padding là không nên á, ok, chứ nhắm hay mờ, dạng như mình bay color nữa anh ấy à container, hay anh ấy, à lấy dương dây p control position box chart, à, lấy dương dương cái positioning nó nhưng mình mới nè chẳng dân mình là cái nơi không nếu dân mình ai đi mối một thật phịch bình thái dân dạy vì absolute mình nè 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 chăm dân dạy phịch tạm cơ chân absolute vì vì này nè hạ bộ kiểu này chân nhầm nhầm mình kể nhầm set điều nè nơi không nếu nhầm select id selector nhầm select element đầm mình id thà absolute chân absolute cứ điều bao giờ ngay đưa dân chơi kia chân thầm bây giờ pra id hàm ôi id chọn kia một element xin chân phê dân select chết mình này thà dùng select element bao giờ mỗi này nhé, điều element này, chẳng, ok nhóm set position, từ chi absolute nhé, nhận thấy, position về mình chọn nhé, static, thông mà đã default cứ static nhận thấy, hay dùng mình relative thì chơi dùng về cái này, dùng về cái này absolute, fixed năng relative, hay sticky ní và hay chỉ dùng chơi cái này tăng cao nhé, sticky ní vì việc đối phịch chẳng bằng tay dân pra chỉ sticky là mình vừa dân pra sẽ làm được chỉ phịch hạt đỡ đại về flow over chẳng chạm những cái sticky đang rồi ok à lớn nữa anh em mời nhầm set element từ chỉ cái từ chỉ absolute nhé nhầm save nếu anh em về là nhầm set position từ absolute nên anh em mời flow bọc bọc dân việc bạc màu từ đối chỉ cái đối chỉ inline block chẳng nào anh em mời vịt bọc vía về việc bạc từ chỉ chia đôi inline bọn chẳng vì ở nền vịt tế chẳng to nẹ ngọt nếu control vịt và đồng tiền đó để xa dựng ở set vịt chẳng nẹo như ai set vịt bỏ vía từ bộ màn mà rồi kia rồi thì hó nè 100% nhầm xéo nẹ là ngọt nếu mà mơ càng crowd nè bây giờ set 100% vì vì mạch với float chẳng crowd này nó nếu chẳng thơ mạch dựng ai set được trong mê rin chắc nhưng set box size của vì nó box size tự chia cái border box nè em xíu chân anh ấy vi ăn ăn thôi thôi để xa thì dùng miền cái anh ấy dùng miền padding nó bị bớt sân chỉ dùng đọt padding chứ nè anh ơi bù bù giờ ai control flow bàn thế bù bù absolute nè anh ấy mới chẳng bà rồi thì rồi về mà rồi thì rồi này cái này parent container chẳng tôi bây giờ set box size cho về anh ấy đây còn tại bị float over bà đây hay là anh ấy để xa dùng ở control position nè nè anh ấy chân dùng mạch set check các bạn đã cô bị tao chỉ inline nhảy ok chẳng nhận thêm mp để nhầm set position absolute nhầm ấy nhầm ai control về bàn nhá nhận thêm nhầm nhầm control thì nhầm control top nhá chẳng như ai control top left button à lâu anh ấy nhầm change p cái p mà rồi thì rồi nhầm check từ chỉ p rồi nhá vịt bảo viết bảy rồi nhá pixel nhá nhầm xéo nhận thêm m này nhá à lâu nhầm mình vịt bảy rồi à lấy nhầm set top bảo vệ từ chia zero nè mình này thà nhầm set top cầm điện bị top bảo vệ từ chia zero pixel nè anh thấy mở element nó bị rớt từ cái từ float từ nè element từ anh đang giải hạn cái grandparent nè về miền này về từ thằng lừa
chẳng nhom nhưng mà chẳng ao vì nâu khăn lơ này thế nhom chẳng ao vì cái zero pi nong parent container bảo vì này cứ parent container bên này cứ điều mới này à cứ này element ram này nếu như mà vì inside này mà này chẳng nhom chẳng ao vì float tâm này thế chẳng nhom ai set cái nhom ai set position bảo parent container bảo vì tàu chỉ position relative nè chẳng phải là nhom set cái nhom set position bảo à này không điều này này set nó không nè nè nong parent container bảo viên nè wrap bảo viên chứ nè nếu mà bây giờ nhìn set cái set position a parent container với từ chỉ cái từ chỉ relative vì at flow chain crowd cái chain crowd của update chẳng miền này thà bây giờ nhầm zero với cái zero p parent container bảo viên chẳng cứ đều element này nè cứ element mới này chẳng nào hay mơ một tiền cho bà sân cho nhóm ở trong bàn là viên thể nhóm set về tầm ta chụp phạm đọc em nhé chẳng thọ bà viết đọc số chắc mày đọc pixel nè anh mơ clear chân bì cái bảy em hay thông đi pm nhé pm với sam sẽ bì pixel chẳng biết bì clear chân bì bọt nhé bì trong bọt nhé sam sẽ bì pixel nhé ok hay à lâu nè anh em mới mới tiết dương cái eye control cái left bảo vía chẳng nhầm ao left bảo vía clear chân pì cái chân pì hàng chuyển pm đấy nè chẳng nhầm anh em mới nhầm control position absolute position bảo 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 nhầm nè anh em nhầm đâu về tôi thì tới nhầm ai đã thầm pì rồi đấy nè thầm pì à đây hai em chẳng chèn hai nè hai bảo với pì rồi nè đã thầm nằm rồi đấy nè thầm pì chúng này anh em mở về float over element same same nhé ok hai mạch hai container này bảo vía mạch lên miền float màu cầu mới nữa ơi mũi tiên này anh em mở dương a control nhé bật sân chỉ nhầm đồ pì cái đồ pì top nhé tao chỉ bật thom nhánh các bạn bật thom lại ok chúng nhầm save vậy cái nhầm đồ và nít tao chỉ bật thom với nhau anh em mở bỏ up bao giờ nhé bên trái nhóm brick bỏ up dương là thông thì tớ lờ đi nè nhóm set 2 với tớ chỉ buồn rồi nhé hai tớ chỉ buồn rồi pixel buồn rồi px chạy đó chẳng ai bị thông nhạc ngọt thì mơ nế ok chẳng việc float màu cái màu bị cáo buồn rồi pixel sam sắp bị pixel nâng bị less sam sắp bị pixel tại nhóm ai đâu này cái đâu này tớ chỉ right với nhá chẳng như ai control bằng buồn này cái buồn out right chúng nè anh em mời cái vi cực pi bật thống sam sấp pi pixel năng này cái năng rai bảo vía bao màn rai bảo vía sam sấp pi pixel đấy hay bật sân chưa nè anh em mời nhầm vai bật thống and top nhá nhầm vai bật thống hay nhầm vai top pm đấy nó ok nhầm sale nè anh em mời element bao giờ vi rotor top mình nhá nhầm vi rotor top mà phải nhầm top bị president so của điện set này cho bên nhầm mua top cho mặt cầu vì em mạch bệnh nhau thêm ớt ok nhầm xếp chẳng viên nâu tài cái viên nâu tài flow bị top bị pixel này nó xa tại top với president so chừng ở bottom này ná tại bà sân như nhau mà cái này thì mở nhau comment out with bảo viên á hời ok nhầm lại comment out with đây nhầm comment out 2 ná chẳng nâu khăn ông ní nhầm select with cuộc chẳng nhầm thôi mình nhầm comment out với chẳng ná 2 ná nhóm set 2 về 100 pixel chẳng nhóm comment là cháu nè anh em ơi nè bây giờ nhóm set cái nhóm set ơi top mà top pi sam sẽ pi pixel pi em hay năng bật thông pi em năng hay mà việc cất pi cầm liệt bây giờ nè sam sẽ pi hay bị cầm sam sẽ pi với tiền như cái tiền bọc bao dương ở về smart parent container nè hay hai cái được nè anh em ơi bật sang nhóm set left hai nhóm set cái set right nè vài anh em sẽ left nó left pm tiết em sẽ viết vì mau khăn left vậy nhá chẳng left vì presidential chẳng ra nó thuộc bây dân mua cái mua left từ lờ vài có mình ấy play đã nè em mới viết kịch bị left đó bị left từ vấn thái bớt xanh nhom comment out cái ở vị bỏ cái bóc nè em học này em ní viên chạy đó vì float chung mình bỏ up năng đó vì việc kết bị cái bị top parent container mà phải bị pixel thế này ít sam sẽ bị pixel sam sẽ bị lơ sam sẽ bị nữa
hơi chân bơ sơ nhâm chọn hỏi cái khăn lờ viên này chiến nhưng mà họ viên nhâm đầu tàu chị bảy nè. Ok nè thằng ọc nè mời cái việc kịch bị thọ máu xàm sập bì nè. Ok chân dương phần nắng hơi dương thơ mơ mùi tiết chân mùi tiết dương miền bỏ ọc mùi tiết nè à bò cà hòm nè nè ọc nè mơ à bò cà hòm nè dương miền position fix nó chân nhầm select về chân position fix nhầm select về ID fix hơi nhầm set về từ 2 vào vía 2 rồi. Ok, chân dương miền 2 2 rồi nha. Ok, thông về insert tầm tầm rồi là này. Mà rồi hay. Nếu anh em mơ về display nó trong bộ op nó. Đó về như mình cái nhóm set position. Nhóm change position vào vía tới chỉ fix. Phật nhạc thì mơ ở lại Việt Nam này. Ất khởi như nó. Chân nhầm set top. Phật nhầm set position. Phật hãy nhầm set top. Top mà top 0. Nó. Nhầm xếu. Nhạc thì mơ Việt Nam này. Nó. Bỏ ọc và hướng nào lời này. Hai gì cái. Vịt bỏ viết chèn. Chèn từ chỉ tốt bình nó. Ờ hai bỏ viết nó. Hai vịt chèn vịt bỏ viết bì mà rồi. Thì rối từ chỉ cái. Từ chỉ inline bình nó. Chân vì ọt mình spec. Thế nhạc thì ai. Inspect về nó. Inspect element mùi nâng nè ngọt nè mờ à lâu bê để dân chèn về tàu chì fix dù sờ chân về block nó về nâu tàu block đài tế bàn tay hay tàu về override miền nè nó nhìn chân nè ngọt nè đời xa thì dân set fix tới về a block bỏ dân về override nó dân chân dân thử tàu set width bỏ về set high bỏ về nó à lâu bê nhóm set cái set width mà rồi bật sân nó nhóm xe về chân về mà rồi bật sân đôi xa ta ní về cái về chỉnh pi margin bỏ dương nè chỉnh về cái pi margin bỏ ní padding bỏ ní nó anh ấy về mình padding nhau nên mới spec hàng lời nè bớt xong chỉ nhầm lục padding chào nó không phải là element bỏ về nhưng set padding này mà pay pixel nè nhầm lục padding chào về nào đặt đôi đàm chẳng phân đại về float nè cho mà ní về cái pi nào mà nè thì mình scroll một tí anh vì up scroll cho mặt cầm bàn nè anh thấy nè chẳng việc kịch chập bị tâm nè phép đình bài chứ chọp xây mùi nè anh này control vít tớ anh giả vít bỏ vía là nhầm control lại bỏ vía tiền ác nè anh mở nhầm set ok mẹ này tế mình nhầm remove mà chim chanh nè mẹ nè ok nè dương remove phép đình á mà chim chẳng change demo anh này vì chọp mà chim nè bỏ phá răng container vì nó nhầm save nào ta ắt này nó nào mà này mềm na bệnh bò nó na mình rep block ăn nhưng tôi comment này mà nhỉ anh ấy rep block position đó ok dừng theo comment này nhỉ mấy nhung comment padding này ok nè anh em mở về nhung comment padding bỏ hạ parent container tới về về chỉnh chỉnh màu này màu relate cho mùi body element này anh hình nhung comment này kì nhung màu comment này kì anh chúng ở đây nhạc này nè anh ấy rep bảo vệ anh ấy ok chúng đã sai bị chọn padding ở đây nhạc này mời dùng set mà rồi thì rồi vì chỉnh mà rồi thì rồi này này parent container nè nhạc anh ấy ai control cái control position bảo vệ bài nè hai bên nhạc anh ấy scroll máu về mình về nâu tay cái nâu tay lại nè nhạc anh ấy top bảo vệ cứ zero nè hay là bảo vệ dùng ở set thế được sai bị chọn margin chừng mà nhầm set thì cái nhầm set body nè nhầm ở đây nhầm remove body container chứ body nhầm set margin 0 hay nhầm set padding 0 ok nè mà thì mở nè vì kịch bị body element màu nè hay dừng scroll màu chè bớt sân chia nè ở ngõ khi set vì tàu chính chè bình chè mở dừng mình hai ở vịt bảo viết mà rồi thì rồi ta nhầm set hai tàu chia cái pram rồi bình nè ta nhầm set vịt bảo viết tàu chia học buồn về buồn em nó sam pi đập vào mùi sam pi buồn em ok mình chắc nhận là thêm mời cái vịt bảo vệ về buồn em hát viên nào chọn chạy anh ấy đôi chỉ social media chẳng nát nè thế đó ok à lâu dược bàn hỡi và tọt mà tiệt
nhóm ở trong ở bên đầu hàng này cái hàng train thì nhóm trong ở bên đầu hàng stand chẳng nhóm ai đồ về set cái select position bảo về từ right bảo về nè right từ chữ zero chẳng nhóm thì mà mày bỏ dưỡng về về phật vì này nè chẳng top zero hay là right zero chẳng tôi bây nè nó hết scroll mấy cơ bên đầu chẳng nè ok chẳng dừng vậy thì position phần nắng là lâu dừng từ mờ float mà đòn nè float dương miên bỏ up bay đi đấy nè dương miên bỏ up nè ok dương mờ mò khang float float dương miên này dương clear điều mùi nè dương lục đi chào sân cầm thịt dương chị chạy kìa ok nâu nông left dương miên p dương miên đã p p bây xa nè hả lời dương crowd mùi sân mình dùng record video tới video xa miên bánh hai nhưng mà bạn record về alo nè anh em ơi này nè alo dương nè phần float nè float nó cứ này nè hồi nè anh em ơi dương miền cái miền điều element p nè điều right nè điều left nè anh em ơi điều ní nhưng prao p rồi xa tại nhưng chẳng ai nè anh em khởi hai nè phần điều ní vì mà vì nhưng mà prao p thế cổ p vì miền space miền là như nè ok alo dương thì mỗi dương set background này nè anh em dương ở prao class thế ok, dừng ở pra class thế hơi dừng mình điều element thông đã chân nhóm select cái nhóm select rep này nè nhóm select điều này hơi bật tập mà tiếp dừng set background là nhạc này mở à lâu nhóm à dừng select chặt ta mùi phỏng sai nhá nhóm set background color nhóm row color lên khờ nhá ok dương dục bộ này nè, steel blue này chứ ok, nhạc này mở background color bên này nhóm set lại cho này vì steel blue nè hồi bật tọa mà tiết dương chàng điều nhạc này mở nâu khăn này dương miền bỏ pi nè, left and right chân nhóm nhóm chàng left rồi chỉ dương low nó left background color tôi chỉ yellow ok, nhóm save thì lâu bọn nó đỡ sơ sát sao về việc lệch bệnh của bạn mơ nè đạt, mình bị thật đạt orange men orange ok, orange nha ok, nhưng mình bộ orange mối hơi nâng cái nhầm đồ rái tàu chìa kì nhầm đồ rái tàu chìa background color ok, dương đồ rai tàu chi bò này chẳng hả? Sơn đồ brown. Ok, lỡ dương miên bò kế, bò rai, bò lẹt ná. Nè, hôm nay mơ, vì mình cầm liệt bị khỉa nó. Nhưng mình select ấy khó hề bàn, bàn, bàn vì mình cầm liệt. Đang thầm ná, vì mình cầm liệt đấy. Bò này nhằm pra phi nhá, bởi nhằm lộp phi tránh vì mình cầm liệt đó. Nhằm pra kế, pra này nhằm and float lại nhớ nó ok bởi dương miền thí vì miền spec for p vì miền padding miền margin default bởi vì này là dương cả chứ nè các em ơi nhóm miền bỏ up p nè hay tuần này nhóm set margin thì tới set padding bỏ parent bởi vì thì tới nhóm set padding pm là pm vì ok pm chứ pm vì bình thông thì nhóm em ơi lấy vì miền này hết nè nào thì mở khởi background color cứ pull này hay là pull background về pull này hay cái pull này hay nhắc thôi mở element nâng về cái về flow tạm bài thông đa nè cứ flow cho background chẳng tay nhâm chong này cái nhâm chong flow này element mới này màu dương dương thì muốn như prime inline còn đây không thể mà chúng muốn dương nhâm chong prime inline thì dương chong flow để eo nè dương của dương inline box về anh này thì chẳng nhâm prime flow nè lại này nó này p là dương cái dương control float bởi vì thì họ float này lượng muốn bình giống mà p là cái prà size ba prà ấy chẳng hạn ta là dương miền flex nhưng mà css flex cho mỗi grade để ai tới là float nó được giờ sẽ bàn prà ấy còn cái nông cạn này mà giống như set float tập bàn nè chẳng dương prà này hai đây bằng set tập bàn của p dương thơ ca cho mỗi cái website bỏ cái được wordpress được website đại dương hook tập ca html structure tập bàn như float tập bàn này chẳng bàn dương miền cái miền select function select ấy chẳng nè advanced select trong ngày nay tôi lấy dùng chỉ chỉ tiền
Ok, alo nhóm set float đi thử rải nhé. Nhóm float đi mà lên. Chắc nên mơ về nhóm set float lên. Ok, at the call này được nhé, về nhóm set tới với float màu hàng lên nhé. Hơi, nhóm này mơ element bỏ dưỡng, element thịt tí vì mình. Nhóm inspect mình thịt tới. Nào, nhóm chốt đây mình. Thấy người ta mình. Nhóm inspect element này nhé, nhóm mơ. Nhóm inspect mình đồng tiền nhé. Nào thế này ai chọn lựa nhà này hả? Bây giờ chọn lựa nhà này dùng từ mua từ element nó hãy dùng click tới về rot màu này về rot màu element này dùng dùng là lấy dùng mình width bên này nè bây giờ control ai cái float bảo biết width bảo biết thử reset ra đi full width bảo biết nè hãy đọc về cái căn cứ vì mà float to bên này chân này anh hiện thử control width bảo biết lấy dùng set width bảo biết nè width bảo lại nè từ chia pi rồi pixel đó pi rồi pixel vì vậy nhảy ok hai nhầm set margin set item năng nữa nhưng mà toàn set margin thế à là dương miên năng hai nhẹ là ngọc này mờ màu không nên là nhầm lượng ní nhầm ọt trà ở thế nhầm là anh lại anh nắng nhầm trà cái nhầm trà phì nhá thả ra cáp the thả ra cáp thả ra cáp thả ra cáp inside float inside float element ok nhóm chân thấu hai bắt đầu mà tiếp nhóm đọc cái line nhé nhóm control L C admin control đấy L C hai nhóm sinh nhà cho crowd này nhé nhóm đọc cái bị bay bên lái nhé các anh em ơi cái phê là dùng float element parent parent cái parent container bảo vệ vì mà vì ở ai control là float bởi dùng bàn thì dùng các anh em ơi float dùng hole below element đang hay cho mà crowd với float màu tiệt nó anh em mở element hàng crowd đó h1 h2 và dưỡng chiếc lâu về màu càng đàn bỏ lên để xài những float về tàu hàng lẹp chân bờ này là ngọt này cái trong trong clear float nó dưỡng ai trả clear nơi thần này nó dưỡng clear này hợp bàn thế ở lâu dưỡng clear của anh ấy về inline nó dưỡng clear nơi hàng crowd này cũng dưỡng clear nơi hàng lớp này ở lâu dưỡng ai trả cái anh ấy dưỡng mình trả bo mới tới break line break nè hay dùng set class với tàu chỉ clear của anh ấy dùng ai try với tràn đòn chẳng dùng try class nè để dùng dùng trong reusable style dùng try class chẳng dùng set với tàu chỉ clear ok hay chẳng phải dùng clear nè này khởi là như mình sẽ cho crown tick nè phần tài về outlet này thì lấy nhóm mà set này thì nè nhóm mà set cần crown dot clear dùng try class selector nè set nhóm try clear clear board. Ok, nhóm save. Nè, ông khi mơ bây là nhóm clear cái nhóm clear, nhóm clear float vì mà element này đại sao thì nhóm prao line break hay nhóm prao clear mình này thả bởi xanh chỉ mình element float ấy xương clear về tầm năng đó chân mạch element này về rốt mò châu container bởi dương bình chân nè đừng ổn khi à như thế à như bạn à prao float thông đà bán nè ông khi mơ à cái à là element này ổn về small float thế chân dương set hai bảo vệ từ khi mà rồi thì rồi chẳng phân tay hai bảo element vì ở control thì thôi nè ấy những control ba nó mày này của anh ấy việc block element ta chân dương control hai vậy này từ khi mà rồi thì rồi sân ok tại vậy nè up máu nó chân anh ấy việc bảo bạn control float anh ấy việc dương bảo bạn control là element bảo dương thích nó của anh ấy việc float anh ấy về float tới chỉ inline đó thôi anh ấy về nơi tập block element đại tham đa đại này này dùng clear về nơi trong crown anh ấy block ok nhà anh ấy mơ anh ấy về về là cái nặng cho nó sau bắt float mà nó lâu dùng là sau prao về phục về là dùng cái về nơi chỉ block element bên tay đó về nó dùng control control hai bảo vệ bàn để sao dùng float này tới việc hold flow bảo vệ nó hay chẳng biết mình là control control bởi hai chẳng bớt sân chính là nó khi trong thơ background nó cái này bộ học sinh này bộ học sinh như riêng của bạn thì về những graph float đó. Chẳng như pra CSS grad cho môi năng này cái chứ môi năng năng flex vì là ổ chuyện chạm dừng dây bị lấy áo chạm dừng dừng dây bị flex đó flex năng CSS grad chẳng nhận này mơ float đó ok à là dừng mơ mà mùi tiết cứ layer đó layer
layer này nó trong section này như mình điều đá như mình điều indexgram nó hay như mình bỏ id bỏ muối bỏ pí bỏ bảy chẳng nhom select cái này nằm bay save color này nó này khơi nó này mở màu khăn cầu này nhá nhom ra id selector hay bật top mặt tiếp nhom set background color background color dùng ra pour này nữa cái hai cái sea green nó ok chẳng dùng miền khăn cầu muối này nhom mà scroll màu màu cầu to tiếp đấy nè lâu nhom mình kêu nhom select secret nhom select integrate đại nâng vận tải nhom select điều đại nâng nong nâng nhá nhom select direct channel nhá hay nhom set width bỏ vía tàu chi mà rồi mà thầy tàu chi pi rồi pixel cho nó pixel hay hai bỏ vía pi rồi pixel nhá hai vía pi rồi pixel chẳng khuya khuya bọt nhá ok nè các bạn mơ là lâu dương nè không ao 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 tại giờ tông set background này thằng này chẳng nhầm set background color ok dương set background mùi mùi lâu nhầm mơ nè các bạn nè nè các bạn nè các bạn nè dương miền id box 1 box 2 box 3 ok chẳng nhầm nhầm save viết nè các bạn mơ nhầm set box 1 nè box 1 ID box 1 background color nhóm set về tàu chia bộ này nhá bộ ấy bộ cà phê chẳng bị làng bộ này hay nhóm set cái nhóm set background color box 2 box 2 background color tao chia bỏ này cho ok bạn mới tiếp nhận sale không về refresh nhá hay box 3 nhưng set background color bảo vía tao chia bỏ này ok bảy bỏ cái này là ở đây bạn rồi nhớ bỏ dark ok dừng vô dark này không nó dark golden road ok nhưng anh treo ở đây nè này nếu như mà bỏ những tam thâm đá với flow chẳng nhá dương đằng thà mày để bàn tay là nhưng set cái nhưng set position là lời này tao chỉ relative nó cầm ao cái cầm ao với flow tao lời chẳng nhưng set position relative nhưng set viết nhà anh này mà lỡ vì ở miền ấy bắt đầu thế bàn tay nhưng set những điều này nè bỏ từng bài này tao chỉ cái position absolute ok nhóm save nhóm anh em mơ bỏ ọp bỏ dưỡng thằng bấy vi cô lợi khí nha nó chẳng nhóm set padding thì tất ở nhóm anh em mơ khởi nha nhóm set này tao chỉ width nha width mà rồi person nó chẳng bỏ ọp dưỡng background out background gọi nhóm miên nó chẳng mạch coi chẳng còn set position absolute mũi background tao ở lên nha phụ vị control background ta dùng clear thì đó nhưng clear về mọi người BR plasma clear ok phải dùng clear nè clear có vị up này thế nè chứng nhung control width về mạch bản width mà rồi thì rồi dương công percent dương là lỡ dương clear vì mình này tại phần tay dương ở mình hai nó bao giờ này với float pot mà đấy chẳng nhầm thử mày nhầm set hai vậy tại hai với pram rồi chẳng hai với bảy rồi chẳng là pi rồi bảy rồi chẳng được bảy rồi thì số ok chẳng dương miền này bỏ up những đôi đàn bình phần tay nhạc này mời dương khơi nhập box one này box two box three tên nè lâu nhầm set box two nè box two nhầm set left bỏ về left bỏ bằng những pi rồi những set mà rồi cho nó left với mà rồi pixel nè tăng off này mở box 2 vi chân mà rồi pixel còn tại box 1 bị cả bằng mà đây mình nhé box hả box 1 mà rồi hai thôi nè hãy mở xuống nó của dân chắc mình khởi sổ
ហើយអ្នកខ្ញុំមើលបកបកស្រីណា box 3 ខ្ញុំ thử mà ខ្ញុំ set top របស់ វា ណា top របស់ វា 100 ដូចគ្នា ទៅ 100 pixel ណា អញ្ចឹង អ្នកគ្នា មើល អា box 3 នោះ ណា ខ្ញុំ កែ box 3 នេះ ទៅ box 3 អូខេ box 3 នៅ លើ គេ ណា អ្នកគ្នា ờ mấy box 3 ta nhưng cho làm box 1 này nè na chẳng à crawl cái lơ kê na à lơ kê crawl kê vậy chẳng nè anh em mơ lỡ nhầm đặt rồi bài tới nhầm đặt rồi nhá ok vì mình position mà việc chẳng nè anh em mơ cái à box đến đâu box 1 bao dưỡng vì mình bên đâu crawl kê na hay chẳng à box box cái box 3 dưỡng nào lơ kê hay box 2 nào này bộ dưỡng order chẳng na anh em muốn cái nó crawl anh em crawl cái nó lơ tại sao mình chọn bài là box 1 này mà lờ mình nhé dương ai vậy dương ai control index bảo viên nhé ông này là z index tam thông đã z index với zero nhưng mà nhầm set về tàu chỉ 7 nhầm xéo nhận thấy mưa ở bảo cái ở bảo tìm mũi mà lờ mình nhé hay dương nhầm chọn là bạn là tp mà lờ nhầm ai set z index với thằng mấy ở cuộc chuyện này nhé ở lớn nhầm đồ này tàu chỉ p vậy nhầm xéo chân về hàng đồ về mập pí về mảnh về mập lờ à như vậy nhá ờ tại vậy cơ bọc nó sẽ giật index với zero chắc mình nhầm set one nhá chẳng hạn về nờ nờ lờ nhá chứ bớt sơn nhầm trong ba là xoay nhưng mà nờ lờ nhầm set giật index với tàu chia giật index với tàu chia cái tàu chia pí dạng tới chẳng bị lờ nhá chẳng là xoay như vậy là mà lờ kì mình nhá thì mỗi thì pí là thì bay nó cao mình ok cái đầu kia đã nhận thêm mờ anh này nhé cái flex position dưỡng về điện scroll má mờ bỏ anh bên đầu thằng lờ nhé đời sàn anh bên đầu lờ về điện scroll mà thiết về lờ cái thằng nào lờ bên tai cái là không điều như thế nếu anh này ai sub index bỏ flex mạnh nhé nào flex bỏ dưỡng nhưng set sub index về thứ sub index person chỉ nhận được off này cái nhạc khác nhưng không cái set cao buồn chứ hả mình này thà việc cắt chọn element fix nó lơ kì bỏ chúng ta set dạng đó view flow nó lơ kì chẳng đó ok dương đôi chị ở ai chơi chơi này ấy nào cái này nè nè này ai control bàn nè control position năng layer năng flow float này nè anh này mở về riêng vào bạn ra thì nhóm về miền vị trí sát trick nè trick ở bộ để sang can pro float như tới nhưng mà lại tiền vào bài như bạn các phát dương miền miền vị trí sát tiền ao ao cái ao hai với smart này dương ai set ở thì họ nếu không mình nhom ai nhom try chứ nhom 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 ăn make sure thì nhom thử bán đấy nè rồi nhom mới gọi là float đầu tiên float đến ngày nào đây nè float float phịch nè anh ấy position absolute này float dương select first shot last shot anh ấy dương select điều rồi bây giờ set hai nhom lên này ok nhom save up ai control về bàn thế dương mở display block block hai mà rồi thì rồi hai mà rồi vh viewport hai à tên nào vào đây mình hình set lại position nhóm set khó này nè nhóm chắc mà bị ở tàu nhóm sao sao muốn set khó đợt đằng này nè dương control là ní nó control là anh này là float float nhưng bên mình right mình left right left và right left nè right left anh chắc là ní parent container bảo vệ anh chắc bên nhóm set cái set div element là nào không năng nhá nhóm thấy với nó là float nhóm mình set khó đằng mà bị ở control bàn nhóm select vô điều nhé nhận thế thôi và tạo mà tiết nhóm anh ấy về đọc bộ
Ok, nhóm set ok, nhóm set 2 vào phía Pi rồi Pixel Đâu ạ Tại vì nó, dân control 2 với bàn Nó Nhưng mà nếu mơ dân control 2 Ao đọc bê dân control 2 vì mạch element Element mà chẳng muốn vì ổn này thì nó Cho person thì nhóm set 2 vào phía Mà rồi là ai control bàn này nè, nè Ok nè, thì mở phê dựng set 2 và bên mở phê rối dựng ở lại control này bán này Nè, ông thấy ai cái asset specific cái lớn nè Ông thì hôn nhóm mở này nè Nhưng chân nè, ông thấy mở này vì 2 và bên Vì màn 2 và bên vì pi rồi pi rồi pi rồi asset này pi rồi pi rồi được nè nó Vì dựng ở clear flick nó không bán nó cho bớt xin nhóm mua bị a này cho mặc nóng element nhóm bị a nhóm clear nóng này nhóm clear nóng nóng element này vĩnh đôi chị ở thì hiện sao clear bị crown trái mặt bằng này nó ok hiện clear nóng nóng này nè nóng nóng điều đại nó có bài vía chân vì clear float ở dưỡng á ok nice chân thờ vậy bộ nhóm khan brow float dưới nhóm chân plate nhàng này bộ load là vì bây giờ mình CSS grade tới dùng cao vì dùng cao vì chọn dùng grade cho môi năng flag box đọc cái float anh ấy vì muốn bình dũng mà nè ok là dân cho chơi cái này ở hải để tồn năng lệ giới để tồn ấy hơi nè cái này phải khá nhom nhom go through nè vì cái đặc nhom go through nhom mà nhẹ nhàng chứ nè ở đây ai mình có lại khá không sure vậy là nhom dễ chẳng ai comment bị cáo mà mình question mình dùng ngoài lấy chứ hay xong xong chật mùi nè còn comment bong nhưng mà chết đi nè comment chỉ mỗi xin nuôi máu bằng những sợi chèn bằng comment thả ở chết mình đã tạ tạ ở mơ bị đau mà đau tiệt nắng á hay ở chẳng sai chẳng để chẳng phạt thả ở bờ sân chỉ ngồi là nè ở su ở chòm xin nuôi máu bù càng gì không thấy chẳng ai về nè thì su ở chỗ bắc cái sợi chèn này những su ở chòm thì lại specific máu sợi bằng sợi chèn hay ở con sạp ơi mơ bị đau nhưng mình expect nè anh mơ bị đau thì chọn thế vấn đề bờ sân này mơ chọn xong ở con nè hay bạn này hãy cho chất hay bạn riêng là vậy thay vì trong video này complete chất lái chất xe làm bài chạy lại chúng này đăng tạo mật thể dường nhẹ để chọn riêng CSS hay làm bài control nhầm nát incorrect nhầm ở thời video và tỏ của này anh em ơi về thời video này thì chất lái chất xe tới về lực thực chất á bình thường ở bài chất về mình ấy ai emotional thằng không nóng về là ó chẳng về thời tới bài chất bên này bây giờ bớt phụ tới bớt sang mình nhẹ lái bây giờ on chất này sau bài chất giống á ok phần nâng mình nâng dân chụp nè nâng video cáo dân dạy bị border nâng background hay nâng nâng dân dân nâng chạy chạy nè bị color bàn detail background color bàn detail thích và hai chị dân chạy nè bị CSS gradient phong nó dân complete chụp like page hay follow playlist nâng bây giờ tui video thamay nâng bây là nhầm upload nè ok ok chẳng